Xin kính chào và kính mời quý vị theo dõi chuyện trong ngày của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Bây giờ là khoảng 19 giờ tối, nhưng chắc hẳn nhiều người trong số quý vị sinh sống ở các thành phố lớn vẫn còn đang chôn chân trên một con đường nào đó, chưa thể về tới nhà sau giờ tan tầm. Hoặc là có thể di chuyển nhưng phải nhích từng chút một. Có nhiều người may mắn hơn thì đã về tới nhà, nhưng cũng đã phải trải qua một hành trình đầy vất vả, tranh thủ đi từng ngõ ngách, rẽ những đường tắt, thậm chí còn phải leo lên vỉa hè, không mấy dễ dàng gì. Hôm nay là ngày thứ Sáu. Việc di chuyển trên mọi tuyến phố ở thủ đô Hà Nội đều khó khăn hơn, dù ách tắc, ùn ứ đã là câu chuyện xảy ra như cơm bữa ở các đô thị. Phóng viên của VTC1 sẽ giúp quý vị hình dung rõ hơn về câu chuyện này ngay trong buổi chiều ngày hôm nay. Thưa quý vị, một trong những thời điểm dễ gây căng thẳng nhất khi mà tham gia giao thông ở Hà Nội là vào chiều tối của ngày thứ Sáu, là thời điểm mà rất nhiều người dân trên địa bàn thủ đô kết thúc ngày cuối của tuần làm việc, tỏa ra khắp các ngả đường của thành phố để về nhà, về quê. Và lúc này là khoảng 6 giờ tối và tôi đang có mặt tại nút giao cầu Mai Động, Minh Khai. Đây được xác định là một trong những điểm đen giao thông của thủ đô khi mà không cứ gì ngày đầu hay là cuối tuần đâu, cảnh ùn tắc thường xuyên xảy ra vào giờ cao điểm. Theo ghi nhận, mật độ giao thông bắt đầu đông đúc từ khoảng 5 giờ chiều. Các phương tiện đều phải rất chật vật để di chuyển trên đoạn đường này. Nhiều xe máy vì không chịu được việc chờ đợi đã leo lên vỉa hè hay rẽ vào các con ngõ nhỏ xung quanh. Đoạn đường này trước nay vốn đã dễ xảy ra ùn tắc, nhưng mà từ khi thi công đường vành đai 2 trên cao thì đây càng trở thành một trong những con đường đau khổ nhất của Hà Nội. Áp lực giao thông còn dồn sang cả những tuyến đường xung quanh như là Kim Ngưu, Lạc Trung. Có nhiều ngày mọi ngả đường đổ về đây đều chật cứng các phương tiện giao thông, cao điểm có khi phải mất hàng giờ đồng hồ thì mới có thể đi được từ bên này sang bên kia của cầu Mai Động. Theo một cuộc khảo sát nhanh của các đồng nghiệp của tôi cũng trong chiều ngày hôm nay thì nhiều tuyến đường cũng đã xảy ra ách tắc nghiêm trọng như là Nguyễn Xiển hướng xuôi về Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến, tuyến đường Láng Trường Chinh, nút giao Trần Khát Chân, Nguyễn Khoái, vân vân. Đã có nhiều kế hoạch giải pháp được thành phố Hà Nội thực hiện để cải thiện tình trạng này như giãn dân ra khỏi khu vực nội đô, di dời trụ sở các cơ quan đơn vị ra khỏi trung tâm thành phố, hay là tính tới phương án hạn chế phương tiện cá nhân, thậm chí là có cả đề xuất kiểm soát phương tiện ra vào bằng quy định biển số chẵn đi ngày chẵn, biển số lẻ đi ngày lẻ. Nhưng mà dường như mọi thứ vẫn chưa đâu vào đâu. Nhiều điểm ùn tắc chưa được xóa bỏ và nhiều điểm khác thì chỉ dịch chuyển từ phố này sang phố khác. Người dân mỗi sáng đi tới cơ quan hay mỗi chiều trở về nhà như thế này vẫn chẳng khác nào phải đánh vật một cách mệt mỏi. Hơn lúc nào hết, người Hà Nội đang từng ngày, từng giờ hy vọng các dự án giao thông trọng điểm được hoàn thành. Trong đó có tuyến đường sắt trên cao Cát Linh Hà Đông để có thể sử dụng, để tiếp tục hy vọng nó có thể giúp việc đi lại trong thành phố được dễ dàng hơn. Nhưng nhìn vào lịch sử chậm tiến độ của nó thì nhiều người ngán ngẩm và không còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi nữa rồi. Mớ bòng bong về giao thông đô thị chưa biết bao giờ mới có thể tháo gỡ. Vâng, kẹt xe tắc đường cũng là nỗi ám ảnh kéo dài của người dân thành phố Hồ Chí Minh. Đã có những thời điểm như là năm 2017, chính quyền của thành phố này công bố là có 37 điểm kẹt xe. Và rồi sau suốt 2 năm nỗ lực giải quyết, con số rút bớt lại còn 22 điểm. Nhưng nằm ngoài danh sách này thì nhiều điểm tắc nghẽn cục bộ cũng gây ra những hệ lụy không nhỏ. Và có thời điểm, nhiều người dân ở thành phố Hồ Chí Minh nói vui rằng bây giờ chỉ còn một điểm tắc nghẽn duy nhất thôi, đó là tắc toàn bộ thành phố. Phóng viên Minh Thừa sẽ giúp quý vị hiểu rõ hơn về câu chuyện này. Những dòng xe như thế này thì hàng ngày chen chúc nhau trên tuyến đường Cách Mạng Tháng 8, tuyến đường huyết mạch nối trung tâm thành phố với các quận 10, quận Tân Bình, quận 12. Vào giờ cao điểm sáng thì hàng ngàn phương tiện bắt đầu từ ngoại thành đổ về trung tâm. Còn buổi chiều thì hướng từ trung tâm về quận Tân Bình, khi qua vòng xoay thì tiếp tục bị các luồng xe chạy một chiều trên đường Võ Thị Sáu đổ ra, tạo xung đột tại vòng xoay này. Và vòng xoay này thì như biến thành một cái nam châm hút xe từ mọi ngã vào bên trong rồi chẻ ra nhiều hướng xung đột khác nhau. Từ năm 2013, thành phố đã đầu tư cầu vượt thép tại giao lộ Cộng Hòa, Hoàng Hoa Thám với tổng mức đầu tư là hơn 240 tỷ đồng. Thế nhưng hiệu quả chống ùn tắc mang lại thì không như mong đợi. Và đến năm 2017 thì Sở Giao thông Vận tải thành phố đã thử nghiệm cho lưu thông qua cầu một chiều theo giờ để giải quyết tình trạng ùn tắc, nhưng giải pháp này cũng thất bại. Theo đánh giá của Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh, một trong những nguyên nhân đầu tiên dẫn đến tình trạng ùn tắc là quỹ đất giao thông trên địa bàn thành phố quá thấp.
Cụ thể thì tổng chiều dài các tuyến đường của thành phố vào khoảng 4.200 km, đạt mật độ là khoảng 2 km trên km vuông, thấp hơn 5 lần so với quy hoạch. Đất dành cho giao thông thì chưa đến 8.000 hectare, chưa kể đến là hạ tầng giao thông hiện hữu, chủ yếu do lịch sử để lại. Nhiều tuyến đường đã xuống cấp nghiêm trọng. Tốc độ tăng dân số hiện cũng cao hơn 1,5 lần so với phát triển hạ tầng. Cũng chính vì vậy, người dân thành phố Hồ Chí Minh vẫn hàng ngày ngột ngạt với kẹt xe. Những hình ảnh mà các phóng viên vừa truyền tải cũng chính là chuyện mà mỗi chúng ta phải đối mặt hàng ngày. Nó không chỉ mang đến những xúc cảm như là sự khó chịu hay là bức xúc, mà còn gây ra những thiệt hại vô hình nhưng lại rất lớn. Ví dụ như mỗi năm Hà Nội thiệt hại tới 1,2 tỷ đô la Mỹ, tương đương với khoảng 30.000 tỷ đồng, hoặc là hàng triệu giờ bị lãng phí một năm, hay những mối đe dọa cho sức khỏe do ô nhiễm bụi khí thì khó có thể quy ra tiền được. Để hạn chế tới mức thấp nhất những hệ quả này, chính phủ cũng như là từng địa phương đã triển khai không ít những giải pháp tốn không ít tiền của. Nhưng tiền không phải là tất cả vì nó không tạo ra được sự thay đổi. Một ví dụ đơn cử là xe buýt nhanh BRT thuộc dự án phát triển giao thông đô thị Hà Nội với hơn 1.000 tỷ đồng từ vốn vay ODA của Ngân hàng Thế giới. Lộn xộn trong giờ thấp điểm, un tắc trong giờ cao điểm, xe buýt nhanh BRT đang trở thành xe buýt chậm. Theo tính toán ban đầu, di chuyển cả chặng Kim Mã đến Yên Nghĩa dài 14 km bằng BRT chỉ mất khoảng 45 phút. Thế nhưng, thời gian thực luôn tăng gấp rưỡi hoặc gấp đôi. Lưu lượng vận chuyển hành khách có tăng so với ban đầu, đạt 5,3 triệu lượt vào năm ngoái. Nhưng tính bình quân, nó chỉ đạt bình quân 1.000 hành khách trên một làn trong một giờ, tức là chỉ cao hơn năng lực vận chuyển của một làn ô tô trong đô thị. Với trách nhiệm của mình thì vẫn phải tiếp tục cải thiện hơn nữa cái dịch vụ này. Đấy là trách nhiệm hiện nay của chúng tôi phải làm. Và không có một ý kiến nào cho đến thời điểm này nó là giải pháp này, giải pháp nọ làm để chữa cháy cho cái thất bại của BRT cả. Cơ quan quản lý cho rằng chưa thể khẳng định BRT thất bại, nhưng chắc chắn là không được như kỳ vọng. Dù rằng loại hình giao thông công cộng này đã được dành hẳn một làn đường ưu tiên và được hỗ trợ bởi các quy định cấm của các loại phương tiện khác lưu thông trên làn đường này. Giao thông của chúng ta hay bị tắc, mà mỗi khi tắc là hỗn loạn, xung đột ở các ngã tư xảy ra trên đường Kim Mã, đi Hà Đông rất nhiều xung đột. Vậy thì lúc này cái BRT đã trở thành xe buýt chậm. Nhiều chuyên gia giải thích cho thực tế BRT không đạt được như kỳ vọng bằng một chữ, thiếu. Thành phố Hà Nội đã thiếu quyết tâm trong thực hiện, dẫn tới một cái thiếu khác là thiếu đồng bộ về hạ tầng. Trong khi đó, giữa ngành giao thông và quy hoạch đô thị cũng lại thiếu đồng bộ với nhau. Thấy rõ nhất là ở tuyến Lê Văn Lương, dài chưa đầy 1 km, nhưng phải gánh tới gần 40 dự án chung cư cao từ 25 đến 35 tầng. Điều này dẫn tới quá tải và BRT trở thành nạn nhân. Giờ cao điểm nếu mà xe buýt nhanh chạy khoảng 2 phút, 3 phút một chuyến thì chắc chắn là cái mức hấp dẫn của nó cao hơn rất nhiều so với hiện nay. Mà hiện nay thì nó cũng mới 5 phút, 7 phút. Nó cũng như là tần suất cũng như là một tuyến xe buýt bình thường thì không thể nào. Còn làn xe buýt nhanh, xe máy, ô tô lấn chiếm tràn lan như thế mà không xử lý, cái đấy là không thể được. Chậm tiến độ, lãng phí, thất thoát và đặc biệt là hiệu quả kém sau khi hoạt động đã khiến BRT là dự án vận tải công cộng thất bại thấy rõ. Dù sai phạm của dự án này đã được thanh tra chính phủ chỉ rõ, tuy nhiên đến nay vẫn chưa được làm rõ trách nhiệm. Xin nói ngay, BRT là một loại hình giao thông công cộng hiện đại đã được nhiều nước trên thế giới sử dụng với ưu thế là chi phí thấp, có thể là chỉ bằng 1 phần 20 lần so với hệ thống vận tải đường sắt đô thị. Còn nếu so với hệ thống metro thì mức đầu tư chỉ bằng 1 phần 100 lần. Ở Hà Nội, theo một kế hoạch tới năm 2030 thì sẽ có khoảng 8 tuyến BRT vận hành. Nhưng mới chỉ có một tuyến được thử nghiệm đã có quá nhiều cái thiếu, cản trở. Vô tình, nó lại càng làm cho mớ bòng bong giao thông đô thị thêm phần rối bời. Trong khi đó, một loại hình giao thông công cộng hiện đại khác được người dân chờ đợi đã lâu mà chưa biết sẽ tiếp tục phải chờ đợi tới bao giờ là các tuyến đường sắt đô thị. Nhìn vào lịch sử chậm tiến độ của các công trình ở cả Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, nhiều người ngán ngẩm than thở, dân thì vội, dự án thì chỉ thấy đội tiền. Tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên có nguy cơ lỡ hẹn vận hành thương mại vào cuối năm nay. Theo Ban Quản lý Đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh, tiếp tục phát hiện thêm 4 gối cao su có hiện tượng bất thường. Theo nhận định ban đầu, các gối cao su bản thép sử dụng cho cầu cạn đang tiếp tục bị dịch chuyển,
xô lệch khỏi đá kê gối và có tính chất hệ thống. Tổng thầu Sumitomo Sayenko 6 liên tục chậm trễ trong phối hợp thực hiện yêu cầu từ cơ quan thường trực Hội đồng nghiệm thu nhà nước. Ý kiến chuyên gia thuộc tổ công tác rà soát sự cố của thành phố. Sự chậm trễ này ảnh hưởng tới tiến độ gói thầu CB2 và tiến độ chung của cả dự án. Ban quản lý đường sắt đô thị là đã ngay lập tức yêu cầu là các nhà thầu là phải tiến hành đánh giá thật kỹ lưỡng, tiến hành xem xét chi tiết cái vị trí VD14 để xác định rõ nguyên nhân và cái bản chất của cái sự việc sẽ xảy ra cái việc như vừa qua. Vừa qua thì có những cái sự cố về dịch Covid thì chúng tôi đang đánh giá lại và để xác định mức tiến độ một cách chi tiết và báo cáo thành phố. Tuyến metro số 1 ở thành phố Hồ Chí Minh hiện đã đạt 83% tổng tiến độ. Tuy nhiên, những rắc rối về mặt thi công đang khiến nhiều người lo lắng về tiến độ và chất lượng công trình. Còn tại Hà Nội, cho đến thời điểm này, dù đã hoàn thành 100%, thế nhưng Ban Quản lý Dự án Đường sắt, Bộ Giao thông Vận tải vẫn đang thực hiện công tác kiểm đếm, bàn giao tài liệu, tài sản của dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông cho phía Hà Nội. Đặc biệt, Ban Quản lý Dự án Đường sắt cũng phải khắc phục 16 khuyến cáo mà phía tư vấn đã kiểm tra, đánh giá và nêu ra trước khi cho phép đưa tàu vào hoạt động. Khuyến cáo này thì trong thời gian qua thì các bên đang nỗ lực để triển khai, để khắc phục. Có những cái nội dung thì liên quan đến về công tác cái sự thuần thục của nhân viên thì cái sự khắc phục này cũng phải cần có cả cái thời gian, cái sự phối hợp của nhiều các cái cơ quan, các cái đơn vị liên quan. Để sau đó thì cái kết quả của sự thuần thục này thì sẽ báo cáo lại, gửi lại cho tư vấn để họ sẽ có cái ý kiến cuối cùng và sẽ trước khi cấp chứng nhận. Nếu như không có cái việc mà tiếp nhận từng cái một thì bên tổng thầu ông giao chìa khóa, vì giao đó là giao trách nhiệm, giao đó là giao về cái chịu trách nhiệm về chi phí, về quản lý tài sản đó và vận hành cái đó chính thức. Chúng tôi dự kiến từ 3 đến 4 tuần và cái đấy, và trên cơ sở cái báo cáo chính thức của hai cái đơn vị đó và cái điều kiện kia thì chúng tôi sẽ ký cùng Hà Nội và lúc đó là chúng tôi là bàn giao được khai thác. Kéo dài hơn 10 thi công, đường sắt nội đô Cát Linh - Hà Đông vẫn chưa thể đưa vào khai thác. Những thiệt hại về kinh tế xã hội thì đã đều nằm trên bàn của các cơ quan chức năng với các con số cứ ngày một tăng. Còn với người dân, nhiều người đã không còn kiên nhẫn để chờ đợi ngày nó vận hành. Trong những năm qua, quá trình đô thị hóa ở Việt Nam đã được đẩy nhanh ở cả trong Nam, ngoài Bắc, với tỷ lệ đô thị hóa đạt gần 40%. Tuy nhiên, con số đó không phản ánh được hết chất lượng của đô thị. Và tình trạng ùn tắc ở Hà Nội hay là thành phố Hồ Chí Minh mới chỉ là một ví dụ cho thấy những thách thức của các đô thị đang phải đối mặt là ngày càng lớn. Những câu chuyện được kể trong chương trình ngày hôm nay cho thấy cần phải có một tầm nhìn dài hạn hơn với quyết tâm mạnh mẽ trên cơ sở tính toán khoa học các nguồn lực mới có thể gỡ được những nút thắt trong giao thông công cộng, đáp ứng nhu cầu đi lại chính đáng của người dân. Thành phố Hồ Chí Minh hiện có hơn 9 triệu phương tiện cá nhân, trong đó có 800.000 xe ô tô và 8,2 triệu xe máy. Ở Hà Nội hiện có hơn 6,4 triệu phương tiện cá nhân, trong đó có 700.000 xe ô tô và 6,4 triệu xe máy, và chưa kể có thêm khoảng 1,2 triệu phương tiện cá nhân từ các địa phương khác về tham gia giao thông ở Hà Nội. Theo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, tốc độ gia tăng phương tiện cá nhân vẫn không có điểm dừng, trong khi vận tải công cộng dù đã cố gắng hết sức vẫn chưa thể đáp ứng được việc thay thế phương tiện cá nhân. Vấn đề là khi mà chúng ta triển khai cái việc đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông cũng như phát triển cái hệ thống giao thông công cộng thì đòi hỏi cái nguồn lực rất là lớn. Trong khi ngân sách chúng ta mới đáp ứng được 20%, 80%, còn lại là chính là nguồn lực. Theo chiến lược phát triển giao thông vận tải đã được Thủ tướng phê duyệt đến năm 2020, quỹ đất dành cho giao thông của các đô thị sẽ phải đạt tỷ lệ từ 16 đến 26%. Đối với các thành phố lớn, phát triển mạnh hệ thống xe buýt, nhanh chóng đầu tư xây dựng các tuyến vận tải công cộng khối lượng lớn như đường sắt trên cao và tàu điện ngầm để đạt tỷ lệ đảm nhận vận tải hành khách công cộng từ 25 đến 30%. Nhưng đã đi qua năm 2020, những mục tiêu này vẫn còn quá xa vời. Chỉ có thực tế thấy rõ là phương tiện cá nhân vẫn tăng mạnh và ùn tắc vẫn là chuyện thường ngày. Phần lớn mọi người đang xu hướng là đang mua ô tô. Thế thì tôi nghĩ cái xu hướng đấy rất là hợp lý. Thế nhưng chúng ta là mua ô tô, chúng ta phải quản lý cái phương tiện, quản lý cái quá trình sử dụng nó một cách hợp lý thì để tránh tình trạng là người dân lạm dụng. Và muốn như vậy thì các cơ quan chức năng lại phải tạo ra một cái môi trường kết cấu hạ tầng mà thuận lợi cho cái việc sử dụng phương tiện bền vững và gây, tức là những cái bất lợi nhỏ nhỏ cho cái việc sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân. Thì như vậy thì nó mới tạo ra được một cái định hướng. Thì đó chính là những cái giải pháp mà tôi nghĩ là phải hết sức quan tâm trong thời gian tới. Tất cả cái ấy không quan trọng bằng cái quyết tâm của người lãnh đạo.
Tại vì thế này nó liên quan rất chặt chẽ với vấn đề tức là ưu tiên cho phát triển giao thông công cộng tới mức nào. Tới mức là phải hy sinh phần nào cái phương tiện cá nhân hay không, bằng cách là gây khó khăn cho phương tiện cá nhân để đảm bảo ưu tiên cho giao thông công cộng hay không, có đó có làm hay không. Xin được nhắc lại, mỗi năm ùn tắc giao thông đang gây thiệt hại cho Hà Nội khoảng 1,2 tỷ đô và Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 1,3 tỷ đô. Và còn rất nhiều những hệ lụy khác không thể đo đếm được bằng các con số như sức khỏe của người dân. Nhưng hậu quả này đủ minh chứng, ùn tắc giao thông thực sự là một vấn nạn của quốc gia. Để khắc phục tình trạng này thì các cơ quan quản lý phải bắt đầu từ quy hoạch đô thị và kiểm soát không gian đô thị. Cần phải tính toán phát triển hệ thống giao thông đồng bộ, trong đó có xét yếu tố từ hạ tầng, kiểm soát phát triển không gian đô thị, mật độ phát triển của cả một khu vực. Đối với việc liên kết phát triển các thành phố, phải lựa chọn các phương thức vận tải khối lượng lớn để giảm mật độ giao thông. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chuyện trong ngày hôm nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.